Nay chia sẻ với các bạn những cái hạt dẻ tại sao người ta luộc ngon, người ta làm ngon rồi mình làm không ngon, thì video này em chia sẻ với các bác luôn. Đấy, thì em mua 1 cân hạt dẻ về, em làm rất nhiều lần rồi đó, thì là kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bác luôn. Hạt dẻ này mua là 15.000 một cân đó, 15.000 một cân. Mình bỏ hết ra cái rổ này, rổ to này, sau đó là mình đưa vào trong cái chậu nước đầy ấy. Đó, chậu nước đầy. Đó, mình sẽ ngâm để cho nó những cái hạt nào mà nổi lên nhé các bác nhé. Này, mình khoắng này. Nếu mà cái hạt nào nó cứ nổi lên đấy thì là nó là hạt hỏng đấy. Thì mình sẽ vớt ra. Sau đó mình sẽ bóp. Đó, mình cứ bóp này để cho nó rửa sạch chứ. Đấy, những cái hạt nào mà nổi lên đấy là những cái hạt hỏng đấy các bác. Đây này, em vớt cho các bác nhìn nhé. Đây, những cái hạt này hạt hỏng này, hỏng thì vứt đi thôi. Chứ ngâm nó cũng không mấy. Kể cả mình rang mình luộc lên rồi nó vẫn hỏng. Đấy, mình vứt ra đi. Vứt ra đi này. À, đây những cái hạt hỏng này. Bên trong nó hỏng đấy mà. Đấy, không còn đấy đâu. Đấy, mình sẽ bóp này. Bóp rửa kỹ. Ít nhất là rửa khoảng 2 nước nhé. 2 nước. Đó, sau khi rửa xong 2 nước rồi ấy, mình rửa xong cái là mình không phải ngâm đâu. Mình nhấc ra luôn. Đó. Đó là mình thay nước thứ hai. Thay nước thứ hai cũng rửa cũng bóp như này để cho nó sạch đi. Sạch đi để khi mình cho vào mồm cắn ấy hoặc là ăn này nó không bị rậm, không bị ngứa. Đó. Sau khi xong rồi thì em sẽ bỏ ra. Đó. Đó là cái chậu. Đấy, sau khi mình rửa xong rồi mình sẽ mang ra nắng mình phơi các bác nhé. Phơi nắng qua một nắng buổi chiều, các nắng to đây. Thì cam đoan với các bác này, những cái hạt này 10 hạt thì cả 10 hạt đều nứt hết nhé. Đấy, việc đó, cái mẹo rất đơn giản là các bác mang ra nắng các bác phơi. Nó đang ướt này, các bác phơi thì 10 hạt nắng to nó sẽ nứt hết ra. Nứt hết ra. Đấy, khi ấy mình luộc rất là nhạt. Và sau khi phơi nắng này buổi chiều tối thì các bác thấy 10 hạt nứt ra cả 10 thì lúc đấy các bác cho vào trong cái nồi luộc ấy. Các bác một nồi áp suất cũng được. Em thường hay luộc bằng nồi áp suất. Mình sẽ đổ giống như là đổ nước cơm ấy, tức là cao hơn mặt khoảng độ một đốt ngón tay này. Đấy, luộc nồi áp suất. Đấy, tức là đổ đầy nước và nó cao hơn mặt khoảng một đốt ngón tay. Cao hơn mặt nước ấy. Tùy tính từ hạt dẻ này lên trên một đốt ngón tay. Đấy, cao hơn. Đấy, thì nó sẽ hút hết nước vào và nó nở ra chín nhừ. Đấy, và sau khi luộc xong ấy thì các bác lưu ý là các bác vớt ra và các bác cho vào trong cái chảo nhé. Chảo các bác rang như rang lạc ấy. Đấy, để cho nó săn lại và để được lâu. Thế là đấy là cái mẹo mà người ta vừa dẻo vừa để được lâu mà lại dễ bóc. Đó, cái cách em chia sẻ đây. Em sẽ phơi luôn cho các bác xem nhé. Em đổ nó ra. Đấy, sau khi xong các bác xả nó ra. Đó. Xả nó ra. Qua một nắng to này nó cam đoan với các bác này, 10 hạt thì cả 10 hạt đều nứt hết. Đấy, nên là khi mình luộc rất là nhàn và kể cả mình bóc cũng rất là nhàn. Đó, đây là một cái mẹo nhỏ chia sẻ với các bác nhé. Đấy, sau rồi đó là mình chiều mình sẽ thu lại và mình sẽ luộc xong ấy thì là mình sẽ rang lên thì để vừa để lâu mà nó dẻo. Chào các bác nhé.